Sự vi diệu của y học cổ truyền. Đây hôm nay thầy Vũ Dũng quay chia sẻ cho các bạn để xem. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 61 ạ. 61 à? Thế anh bị làm sao mà đến gặp thầy? Anh bị tai biến thì tốt bị đến đẹp. Tai biến bao nhiêu lâu rồi? Tai biến thì là chục năm hơn chục năm rồi. Thoát vị đĩa đệm lâu chưa? Thoát vị đĩa đệm thì là khoảng mấy tháng nay thôi. Thế hôm anh đến thầy anh đau nhiều không? Ôi rồi đau đầu không đi được. Đau không đi được luôn à? Đau đầu không cưỡng. Thế thầy chữa cho anh bao nhiêu hôm thì anh đỡ đau? Nếu mà đỡ đau thì chỉ có khoảng 2 hôm thôi. Hai hôm là đỡ đau à? Đi được thì là khoảng 5 hôm. 5 hôm thế thì đi được rồi. Thế bây giờ anh chữa được đi được rồi anh thấy hạnh phúc không? Còn gì mà nói nữa. Còn gì mà nói nữa. Đấy nhá. Nhưng anh có một người vợ tuyệt vời đấy. Một người bỏ hết công việc nên đây chăm chồng mấy chục ngày, không phải đơn giản đâu. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, quay chia sẻ cho các bạn. Về phải yêu thương cô ấy nhiều hơn nhá. Đấy. Không, về có số điện thoại không, điện cho thầy. Nhớ thầy điện lên cho thầy. Có chứ. Thả lỏng ra. Úi giời ơi, nhớ nha, thầy là người ở Khoái Châu nhá. Bác người trên Mỹ Hào nhờ? Yên Mỹ à? Đấy, ở xã nào? Trung Hưng. Xã Trung Hưng à? Đấy cầu Đức Điền đấy. Ngay cầu Đức Điền luôn à? Rồi ok. Úi giời ơi. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đấy, hôm nay chia sẻ cho các bạn xem nhá.